Không, mà cũng nói đó. Okay, the second prize. So should we hold on to this one? We give Thảo 5 minutes to find her husband. If you send us the group of your ticket, then we can give you the prize. 5 minutes. If you have 5 minutes to claim your prize, otherwise it's gone. Yeah, màu đỏ. You have to donate $20 here. Oh yeah. 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 Red ticket. The red ticket. Okay. Okay, we go. You have it. I need proof of the ticket. 5528007. Did he send a ticket? Hi, Andy. What is your number? Okay, 7. But because you late 5 minutes, you know, you have to put $20 back to give. Okay, done deal. No bargain. Okay, you won. There you go. Done. $20 donation to give. Okay. Okay, here. Okay, so there goes. There you go. For Andy. You can take on his behalf. No, no, no. 20 dollars. 20 dollars. Sorry, we have to deduct $20 for the waiting time. $20 donation to give. To this gentleman in the box. There you go. See? Thank you. Thank you. $50. Wow. Okay, second prize. Second prize. Vodka. Vodka. Yeah, do it, draw. Don't look. Okay, the blue ticket. Blue ticket. 703-936. The winner. Congratulations. Birthday girl. What you? Happy birthday. Thank you. À, để hỏi chị Hương, cái này là cái phần đã cút rồi đó. Ai muốn đem về thì đem. Yeah. Mà nhiều quá vậy còn nữa không? Hết rồi phải không? Last one. Just last. Thì cũng cứ có đem rồi hết, chưa biết nữa, chưa biết nữa còn. Vậy là mình nướng hơi chậm phải không? Chứ nếu mình nướng nhanh thì người ta ăn. Tại vì mình nướng chậm chứ mình nướng nhanh chắc người ta ăn hết rồi. Cho con cái bát nha. Ồ, lấy. Welcome. Ăn bắp
không con? Bắp nướng không? Em ơi chút nữa em phải đem miếng để đó nha, đánh thử không? Ăn bắp nướng không? Ăn bắp nướng mỡ hành. Bắp nướng mỡ hành. Nguyên một rổ luôn nè, qua lấy đi. Để cô kiếm cái hũ mỡ hành á, có cái hũ mỡ hành. Cái này á là hamburger mà của. Ok. Ăn bắp nướng mỡ hành á. Mỡ hành nè. À. Bắp nướng hả? Bắp nướng với lại thịt nè, lấy về thoải mái. Wow. Bắp nướng mỡ hành. Hơi nóng á, hơi nóng. Sorry. Sorry. Nó trơn quá mà nó bị như ấy nó trơn. Mấy cái container đây nè, mấy cái này nó sạch nè, bỏ vô. Thì bỏ ở đây. Về lấy cái plastic cái gì đó. Cái aluminum wrap lại. Yeah. Let me. Đâu rồi chị? Bây giờ chị cần với bà không? Rồi em wrap lại cho bắp không cô? Chưa đó tính hỏi cái này mình đổi bắp được không? Dạ, không cần, dạ, cần, dạ, cần, ăn bắp đi, ăn bắp đi, ăn bắp đi. Ăn bắp mỡ hành nè cho nó vui. Cậu có mỡ hành nữa. Đúng. 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 Đúng ý hả? Tâm luôn á. Lấy cái bắp, lấy cái bắp. Lấy cái bắp đi. Cái mỡ hành nó rớt rồi sao? Để lại nó nóng quá ha, đừng thấy vậy mà nóng ghê. Ôi giời, nóng chết được. Ờ, có mỡ hành trên đây nè cô. Có mỡ hành. Sấn đâu? Sấn tới, nó đang tới nữa. Nó 5 phút mượn luôn. Ờ, ông đi bị lộn. Em mới gửi định vị cho ông đó. Lấy cho con nhỏ lấy cái tay bắp nè. Nè, bắp bắp. Con mỡ hành nè. Mỡ hành này, đây. Ông Huê kêu tháng 9 ông Huê hết hạn. Ông có chị gần tới, chị apply lại giờ buồn. Ôi. Ủa, cô Huê chưa có bạn trai hả? Chưa, có ai giới thiệu cho bạn không? Có một ông. Ừ, nhưng mà tại vì bà tú còn kia, trong khi ông ở Berry. Thì
Nhưng mà ông có xe. Bà cũng còn ở kitchen nữa. Bà ở bên Linh Đình hay là chi đó đây thôi. Hamilton chi đây thôi. À, Missy Xuân Hà chi đây thôi.